Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng Nội thất Taka tham khảo cách thi công sàn nhựa hèm khóa FPC thương hiệu Taka Floor. Taka Decor mang tinh hoa đến mọi công trình. Bước 1, chuẩn bị mặt bằng và vật liệu thi công. Mặt bằng chuẩn bị thi công cần sạch và bằng phẳng. Chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ vật liệu thi công bao gồm sàn nhựa hèm khóa FPC thương hiệu Taka Floor, xốp lót, nẹp kết thúc sàn, phào chân tường, thước dây, dao hoặc máy cắt, keo, đinh vít cùng các loại máy phụ trợ. Bước 2, lát sàn. Ở bước này chúng ta sẽ sử dụng thước dây và dao cắt để đo và cắt tấm lát sàn sao cho vừa khớp với kích thước khoang nền cần lát. Sau đó, chúng ta trải tấm xốp lót lên nền sàn và thực hiện lát từ trong ra ngoài. Chúng ta có thể sử dụng thêm búa cao su để đảm bảo phần hèm khóa được ghép khít và chắc chắn. Những phần cần dùng tấm sàn ngắn thì chúng ta sẽ đo đạc và cắt tấm sàn theo kích thước cần đó. Bước 3, trang trí. Sau khi lát xong toàn bộ nền sàn, ta sẽ dùng nẹp kết thúc để trang trí phần mép sàn phía cửa ra vào và dùng phần phào chân tường để trang trí phần tiếp giáp giữa sàn và tường. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện thi công sàn nhựa hèm khóa FPC thương hiệu Taka Floor. Công ty Nội thất Taka vẫn luôn phục vụ quý khách hàng cả về việc cung cấp vật liệu cũng như thi công trọn gói cho các công trình cần cải tạo hoặc làm mới về trần, tường và sàn nhà. Quý vị và các bạn hãy tham khảo thêm trên website của chúng tôi là takadeco.com hoặc fanpage Tấm ốp Taka để có lựa chọn về vật liệu và màu sắc phù hợp cho công trình nội thất của mình. Quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ theo số hotline của công ty Taka là 0971205057 để được tư vấn chi tiết hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Nội thất Taka mang tinh hoa đến mọi công trình.